Hello bà con, bữa nay là ngày 12, hai bên giờ là 13 rồi. 13 tháng 6 2024 bà con. <laughs> em đang trước cái uh, uh, gì nè? Uh, <laughs> chỗ họp của thành phố Westminster. <laughs> em trước uh, chỗ họp của thành phố Westminster bà con. Bữa <laughs> nay thành phố Westminster mình có một cái kỷ lục đó bà con bây giờ ba giờ mấy bốn giờ mà thành phố Westminster mình vẫn còn đang họp bên trong bà con à bà con thấy không vẫn còn đang còn mình họp bên trong bà con thấy mấy thấy mệt không thấy tội nghiệp cho những người dân của thành phố Westminster mà con cảnh sát trưởng cũng ngồi bồ lăng bồ lết à, cảnh sát phó giờ người dân rồi nói tóm lại à, nói tóm là bà con bà ngủ bà lăng bà lão chồng bà con bây giờ em mệt quá em phải về À, bây giờ thị trưởng năm Quang vẫn còn nói chuyện bà con bà con thấy không À, bây giờ chưa xong nữa vẫn còn nói chuyện nhưng mà bây giờ mệt quá em phải về bà con ơi chịu hết nổi rồi thì nói tóm lại là vậy nhưng mà à, thôi à, chuyện gì nó tới tới em chỉ báo cho bà con biết là một cái kỷ lục đó thôi nhưng mà đặc biệt á, là cái thành phố uh, westminster này á, là đặc biệt á, là lý do làm sao mà bữa nay thức đêm nha bà con đó đặc biệt là thành phố westminster mình có ba người viên người việt nam một người viên người mexico một thị trưởng người việt nam à tất cả những các vị này bữa nay hành hạ <laughs> hành hạ dân của thành phố westminster phải thức các bà con à, thì nói tóm lại bây giờ là vẫn còn thức mà em không biết chừng nào mới xong thì em không biết bây giờ là ngay là kỷ lục nam cali à, thì em cho bà con coi à, bây giờ là khoảng ba giờ rưỡi à, thì thôi em mệt rồi bà con về cũng nhiều bây giờ còn có mấy ngoe trong đó mà mệt tay tôi tôi tả rồi à, thì nói tóm lại thành phố này em thấy à, 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 lao đao lận đận quá cũng vì mấy vị mấy ngày à, <laughs> dân cử nghị viên người việt nam à, thì à, em thấy à, em là người Westminster em cũng thất vọng mấy nghị viên mấy à, thị trưởng quá thì à, em mong ước làm sao mà mấy nghị viên mấy thị trưởng nên đi qua mấy thành phố khác mình học hỏi những cái kinh nghiệm của thành phố người ta đặng mình về mình làm cho cái thành phố của mình nó đẹp nó nó giàu mạnh và nó nó vui vẻ nó không có hành hạ mà mấy người dân của thành phố của bên trong mà giờ ba giờ mấy mà vẫn còn thức à, thì bảo vậy thức mày giờ thức vẫn còn thức mà con nhìn kỹ à, đau khổ mà con này là kỷ lục nam cali bà con bà con nhìn ngoài đường rồi bà, con nhìn ngoài đường đường mát westminster không có một chiếc xe chạy nữa bà con à bà con, giờ này xe nào chạy nữa chỉ có mấy mấy vị mấy vị kia đi đi trong bằng bóng đêm mình không mấy thấy mình không thấy thôi bà con thấy không đó tất nhiên là vẫn vẫn thì thôi chương trình là vậy đó bà con thôi chắc em phải về bà con ơi chứ bây giờ mệt quá là chịu hết nổi rồi thôi bà con bye bye bà con chúc bà con anh khỏe ha bye bye đây là em cho bà con biết là cái kỷ lục nha bà con kỷ lục à, uh, Guinness à, uh, California Guinness CD Westminster Median right now 330 something so median still so I don't know when it finish this CD Westminster we have one uh, major Vietnamese and three uh, uh, three Vietnamese council So bây giờ thôi, thôi, mệt quá bà con hai trăm phải về bà con ơi. Em uh, cuộc họp nó còn tùm lum quá. Thôi bye bye bà con chúc bà con anh khỏe nha, em mệt rồi. Bye bye.